Về già, đừng đi bộ nữa, làm ngay ba việc này, sống rất thọ. Đối với một thiếu niên, sinh nhật là một ngày rất đặc biệt. Khi lớn hơn, không chỉ đơn giản là vui vẻ đãi bạn bè một bữa ăn tại nhà hàng yêu thích, mà còn có thể tự lái xe một mình, về nhà trễ hoặc tự quyết định mình muốn làm gì. Lớn tuổi hơn đồng nghĩa với nhiều tự do hơn. Nhưng khi số 49 chuyển thành 50 hoặc 59 thành 60, cái nhìn này có thể thay đổi. Năm này qua năm khác, những thay đổi sẽ xảy ra ngày càng nhiều. Về thể chất, bạn cũng sẽ thay đổi. Sức bền và sự trao đổi chất không còn như trước nữa. Sức khỏe bắt đầu có vấn đề. Tất nhiên, bạn không thể chống lại thời gian, nhưng các thay đổi lối sống lành mạnh sẽ có thể giúp bạn tăng tuổi thọ. 5 bí quyết sống thọ khi về già. 1. Nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần tốt không chỉ mang lại tâm thế vui vẻ, hạnh phúc, mà còn là gốc rễ cho một cơ thể khỏe mạnh toàn diện. Cụ thể, khi sức khỏe tinh thần bất ổn, thường xuyên cảm thấy buồn chán, căng thẳng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái chán ăn mất ngủ. Nếu để tình trạng này diễn ra thời gian dài, có thể dẫn đến một số bệnh lý nghiêm trọng như cao huyết áp, đau dạ dày. Do đó, bản thân mỗi người nên chủ động nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần bằng cách thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như các lớp học dưỡng sinh, tập thiền, hội nhóm bạn bè. Ngoài ra, cũng nên tạo thói quen đi ngủ đúng giờ, đủ giấc khoảng 7 đến 8 tiếng một ngày. Còn đối với người thân, con cháu của người lớn tuổi cũng nên chia sẻ, dành nhiều thời gian trò chuyện với ông bà, bố mẹ. Bên cạnh đó, đừng quên hỏi thăm thường xuyên, quan tâm về tình trạng sức khỏe để giúp người lớn tuổi không cảm thấy cô đơn, trống trải. 2. Đề phòng tai nạn gây té ngã. Khi tuổi tác càng cao, người già càng gặp nhiều vấn đề về dáng đi, mất thăng bằng, sự phối hợp các cơ kém cùng với sự thoái hóa của các cơ quan thị giác nên có nguy cơ cao gặp tai nạn. Mặt khác, tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị bệnh nền như buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi cũng góp phần khiến người cao tuổi dễ bị té ngã hơn. Hậu quả không chỉ gây đau, chấn thương ảnh hưởng đến vùng đầu, gãy xương hông, cổ tay, cánh tay, mà còn tác động đến tinh thần, khiến người già luôn trong trạng thái sợ ngã, rối loạn cảm xúc, căng thẳng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, để phòng tránh các nguy cơ té ngã khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong nhà phải đảm bảo đủ ánh sáng, gắn tay vịn ở hành lang, trong phòng tắm, trang bị dép mềm, phẳng đi trong nhà để tránh trơn trượt. Ngoài ra, gia đình nên đưa người cao tuổi đi kiểm tra thị lực, cườm, cận thị, đồng thời hạn chế để họ lên xuống cầu thang. 3. Duy trì thói quen ngủ khỏe mạnh. Một quan niệm sai lầm là người già có thể ngủ ít hơn. Những người lớn tuổi cũng cần có cùng một giấc ngủ như những người trẻ tuổi, 7 đến 9 giờ đêm. Nhưng thực ra, do tình trạng sức khỏe, thuốc men và thói quen khiến người cao tuổi khó ngủ hơn. Có thể cải thiện giấc ngủ khi về già bằng cách xác định nguyên nhân cơ bản và thực hiện thay đổi lối sống hành vi. Nếu thiếu ngủ là do bệnh tật hoặc do thuốc men, hãy trao đổi với bác sĩ về khả năng thay đổi thuốc hoặc thời gian uống thuốc trong ngày. Nếu giấc ngủ vẫn không cải thiện sau khi thay đổi lối sống và áp dụng các cách xử trí theo khuyến cáo, có thể người cao tuổi bị rối loạn giấc ngủ và nên trao đổi với bác sĩ giúp điều trị tình trạng mất ngủ. 4. Vận động để sống khỏe, sống vui. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh vận động thường xuyên có thể cải thiện tâm trạng luôn vui vẻ và khiến bạn bình tĩnh hơn trong mọi hoàn cảnh. Bởi trong quá trình tập thể dục, cơ thể sẽ sản sinh ra endorphin, chất dẫn truyền thần kinh giúp ức chế phản ứng căng thẳng. Với những lợi ích trên, khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bạn nên động viên ông bà, cha mẹ luyện tập một hoặc một vài môn thể thao yêu thích. Nếu có thể, bạn hãy dành thời gian để cùng vận động thể chất với họ. Điều này vừa tiếp thêm động lực luyện tập cho người lớn tuổi, vừa thể hiện được sự quan tâm
và tạo ra những kỷ niệm đẹp gắn kết tình cảm giữa ông bà, cha mẹ và con cháu. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chọn hình thức rèn luyện phù hợp với sức khỏe của người cao tuổi. Có thể tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi luyện tập để chọn được môn thể thao an toàn. 5. Tránh tập luyện vào sáng sớm. Nhiều người thường có thói quen tập luyện thể dục thể thao vào sáng sớm. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, từ 4 đến 6 giờ sáng, thân nhiệt cao dễ làm huyết áp cao. Nếu vận động mạnh hoặc đi bộ quá sức sẽ làm tim ngừng đập. Có nhiều trường hợp người lớn tuổi sau khi đi bộ về đổ mồ hôi, tắm xong dẫn đến đột quỵ. Thế nên, người cao tuổi nên vận động vào khoảng chiều mát mẻ là thời gian hợp lý nhất. Bên cạnh đó, khi tập luyện không nên quá sức, chỉ nên vận động một cách nhẹ nhàng. Khi người đổ mồ hôi, chỉ nên tắm sau 30 phút 1 giờ, không được tắm ngay sau đó. 6. Tránh thịt đỏ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thịt chế biến sẵn, chẳng hạn xúc xích và thịt xông khói, sẽ đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy những thực phẩm này là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và thoái hóa thần kinh. Theo nghiên cứu này, tiêu thụ tổng lượng thịt đỏ và thịt chế biến sẵn từ 3,5 khẩu phần mỗi tuần trở lên trong khoảng thời gian 8 năm sẽ làm tăng 10% nguy cơ tử vong trong 8 năm tới. Thịt chế biến sẵn cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ vì chúng chứa hàm lượng tyramin cao, một loại axit amin kích hoạt sự tỉnh táo của não bộ. Tuy nhiên, ăn các loại cá béo như cá hồi, ngừ hoặc mỏi sẽ giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, ung thư tuyến tiền liệt và giảm thị lực do tuổi tác. Và trong phần cuối của video ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền mang tên Thương Nhau Mà Sống. Xoan kéo hai ống tay áo, ngồi vội xuống chiếc ghế nhựa dở hộp xôi ra ăn. Hộp xôi nóng hổi mua từ sáng sớm giờ nguội ngắt cứng đờ. Dưới chân cô vương vãi mớ gốc rau củ dập vừa phân loại chưa kịp dọn. Người Xoan nhỏ bé khi ngồi xuống ghế trông cô như lọt thỏm giữa những bó rau xanh. Đang ăn giờ thì có khách, Xoan nhanh nhẹn gập hộp xôi đứng lên bán hàng. Cô nở nụ cười tươi rói, bỏ hai bó rau muống vào bọc, không quên thêm cho khách vài quả ớt. Mới quá nửa buổi mà nắng đã gay gắt rọi thẳng vào hàng rau. Xoan bỏ luôn hộp xôi, kéo cái dù đang nằm trong góc ra. Cái dù nặng, cô khó nhọc mới kéo ra được. Đang loay hoay tìm cách bung lên thì có đôi bàn tay xù xì đỡ lấy. Hùng không nói không rằng bung dù lên, kéo gọn vào rồi xếp lại mấy bó rau nằm ngoài bóng nắng. Thấy hộp xôi ăn dở để trên ghế, Hùng bảo Xoan ăn đi, không lại đói rồi xỉu như hôm trước. Nói xong, Hùng kéo chiếc xe đẩy hàng lạch cạch giữa lối đi ồn ào của chợ. Xoan đứng nhìn theo dáng người đàn ông lam lũ nhưng chất phác, bất giác thở dài. Chưa đứng bóng, chợ vắng hẳn, những người bán hàng tất bật cả buổi sáng, giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Xoan vốc nước trong xô, vẩy lên mớ rau, rồi dở cơm hộp ra ăn. Bà Bảy bán trái cây ở sạp đối diện, ngả người ra ghế, bật cải lương trong điện thoại ra nghe. Không khí của khu chợ trưa lẫn với mấy câu cải lương lúc nào cũng khiến Xoan buồn đứt ruột. Tuồng cải lương nào bà Bảy nghe cũng buồn, cũng éo le, cũng lâm ly y như cuộc đời Xoan. Hôm qua bé Thương mới nhắc 2 tuần nữa là giỗ 3 năm của ba. Con bé nói nó nhớ như in ngày ba mất, ba nằm nhắm mắt vậy nè. Xoan nghe mà rớt nước mắt. Ở tuổi lên 10 có bao nhiêu chuyện để vui, để nhớ. Sao con bé lại khắc cốt ghi tâm cái ngày đau buồn đó. Hùng xách hộp cơm đi tới, tay còn lại cầm 2 chai nước sâm lạnh. Anh kiếm miếng bạt trải dưới đất rồi ngồi bệt xuống. Ngồi ăn cơm với Xoan, Hùng nói trời nắng chang chang vậy chứ
chiều hay đổ mưa giông, để anh tranh thủ buổi chiều đẩy xong hàng cho người ta sớm rồi ra đây phụ dọn hàng. Xoan bảo mình cô dọn được rồi. Hùng vặn nắp chai nước sâm đưa cho Xoan. Ngụm nước mát lành trôi xuống cổ họng làm Xoan dễ chịu. Cô nhìn mồ hôi ướt đầm đìa trên cổ áo ngả màu cháo lòng của Hùng. Cái quần lao động bạc màu, lai quần sút chỉ mà thương. Bà Bảy thấy hai người ngồi ăn cơm, nhòm dậy nói vọng sang. Thôi thì anh à góp gạo thổi cơm chung đi chứ, sao bữa nào cũng hai người hai hộp cơm vậy? Hùng cười ha hả, bảo đợi Xoan gật đầu thì anh cưới liền. Xoan đưa chai nước sâm lên uống, che gương mặt đang đỏ bừng. Ăn xong hộp cơm, ngửa cổ tu ừng ực chai nước, rồi Hùng quay lại với công việc. Hùng đẩy hàng cho tiểu thương trong chợ, từ rau củ, gạo mì đến từng thùng dầu ăn, nước mắm. Ai kêu gì đẩy nấy. Xoan quen Hùng cũng tình cờ. Hôm đó, Xoan ì ạch chở mớ rau củ từ chợ đầu mối về chợ. Cô đá vội chân trống, không để ý cái chân trống chưa gạt xuống hết, vậy là xe đổ cành. Xoan gồng mình mà không thể dựng nổi chiếc xe. Một bịch rau bị rách, mớ cà chua văng ra. Một chiếc xe chạy qua cán nhão nhát, khiến cô bất lực muốn khóc. Hùng buông vội chiếc xe đẩy, chạy lại đỡ chiếc xe máy lên. Anh cẩn thận gỡ cái dây chằng, đâm từng bọc rau để xuống đất gọn gàng. Anh làm vội rồi tất tả chạy lại với chiếc xe đẩy đang bị người ta la oai oái vì chắn lối đi. Hùng ở trọ một mình gần khu chợ. Xóm trọ ấy thật chật chội, quần áo xăng kín lối đi, ngước lên chẳng thấy nổi ánh mặt trời. Chiều nhập nhoạng, Hùng ngồi bệt dưới đất xì sụp mì tôm. Trong phòng, manh chiếu trải dưới đất, đồ đạc để lộn xộn khắp nơi. Thấy Xoan ghé bất ngờ, Hùng luống cuống đứng dậy, chẳng biết nên mời Xoan vào phòng hay làm gì nữa. Xoan trả anh chiếc điện thoại anh đánh rơi lúc chiều ở sạp sau, rồi vội vã về nhà cho Hùng đỡ bối rối. Cái cảnh thui thủi của người đàn ông khiến Xoan chạnh lòng. Hùng thường ra chợ thật sớm, cong lưng đầy hàng để có chút thời gian phụ Xoan bày biện mớ rau. Sức đàn bà nhiều khi khệ nệ mãi mới bê được thùng hành tây, bí đỏ. Vậy mà Hùng làm gọn hơ, bàn tay gai góc xù xì xếp gọn từng bó rau muống mồng tơi. Sạp rau của Xoan trước kia chưa từng có bàn tay đàn ông giúp đỡ. Mình Xoan làm quần quật từ tinh mơ đến tối mịt mới về. Bé Thương ở nhà với bà nội, vậy mà những ngày tháng cơ cực ấy, có khi đợi cô ở nhà chỉ là những lời nặng nhẹ chỉ chiết của một người say. Tối mịt Xoan mới về đến nhà mà má chồng vẫn ngồi đợi cơm. Xoan bảo, sao má không ăn trước đi? Bữa nào cô cũng về trễ, má đợi sao thấu. Bà già cười hiền, nói má cho bé Thương ăn cơm từ sớm, rồi nó chạy sang chơi bên nhà hàng xóm. Má đợi Xoan về ăn chung cho vui, chứ thấy cô thui thủi ăn một mình còn gì ngon. Xoan lấy vội bộ đồ rồi vào phòng tắm. Má bật bếp hâm lại nồi canh. Bà nói hôm nay có người đàn bà mang cua dưới quê lên bán, bà mua một mớ nấu canh. Mùa này nóng, có bát canh cua cho dễ nuốt. Xoan ngồi ăn cơm, thấy tóc má bạc đi nhiều quá. Nỗi đau mất con cứ bào mòn cơ thể vốn đã hom hem. Ba má Xoan mất từ sớm, má chồng thì chỉ có một đứa con. Khi toàn mất, hai má con nương nhau mà sống. Cũng may lúc đớn đau cơ cực nhất cuộc đời Xoan còn có má, chứ cô chẳng biết bám víu vào đâu mà gượng dậy. Hồi trước, chính má chồng là người mai mối Xoan cho Toàn. Bà đi chợ, thấy Xoan nhanh nhẹn, sởi lời, tính tình hiền lành thì ưng bụng lắm. Toàn thất nghiệp, suốt ngày lêu lổng tụ tập bạn bè, bất hảo uống rượu, đá gà, đi chơi thâu đêm. Bà nghe người ta nói, đàn ông có vợ vào sẽ thay đổi. Nhưng chỉ là bà tưởng thế thôi. Bao nhiêu lần bà chứng kiến cảnh Toàn quát tháo đạp đổ mâm cơm,
còn Xoan khóc cả nước mắt khi chồng lục túi vét từng đồng tiền cô bán rau để đi chơi. Người trong chợ biết bao lần thấy cảnh chồng Xoan khật khưỡng tới sạp bảo Xoan đưa tiền, không đưa thì rau củ tung tóe nát nhừ dưới chân Toàn. Bao nhiêu lần điên tiết Toàn nhào vào đánh vợ. Một bữa má chồng gạt nước mắt bảo Xoan ly hôn đi, bà ủng hộ. Bà biết còn sống với Toàn ngày nào là Xoan còn khổ ngày ấy. Ngày Toàn sốc thuốc chết, bé Thương mới 7 tuổi, nhìn con bé non nớt phải vấn vành khăn tang, Xoan đau thắt ruột gan. Xoan thẫn thờ như kẻ mất hồn, liêu xiêu như cái cây vừa qua một trận bão lớn. Nhưng rồi còn phải nuôi con. Xoan gượng dậy đi lấy hàng, lại bày biện từng bó rau củ hành. Má chồng tất bật lo cho bé Thương từng bữa cơm, đưa đón con bé đi học khi cô cắm cúi ở chợ. Trái tim của Xoan tưởng đóng băng mất rồi, lại bồi hồi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi của Hùng rơi trên mớ rau. Người đàn ông thô kệch đó từng gãi đầu vụng về bảo rằng: Xoan về ở với tôi nghe, tôi muốn ở bên đỡ đần cho Xoan. Trong giây phút nào đó, trái tim mềm yếu của người đàn bà đã muốn gật đầu. Nhưng rồi thoáng nghĩ tới má chồng, Xoan lại lắc đầu từ chối. Giờ má như ngọn đèn trước gió, chỉ biết nương tựa những ngày cuối đời vào Xoan. Cô đi lấy chồng, má biết làm sao? Có người đàn ông nào thương người từng là má chồng của vợ mình không? Xoan đã làm mặt lạnh mà Hùng như cây si chai lì, cứ sáng sớm và chiều nhập nhạng là xuất hiện phụ Xoan dọn hàng. Những buổi trưa nắng rát, Hùng vẫn ngồi ăn cơm với Xoan trong tiếng cải lương buồn hiu của bà Bảy vọng sang. Xoan bảo Hùng lấy vợ đi, Xoan sẽ ở vậy nuôi con chứ chẳng thể đi bước nữa. Hùng lắc đầu, Xoan ở vậy thì Hùng cũng ở vậy tới già. Bà Bảy một bữa ế khách qua ngồi nói chuyện với Xoan. Bà nói Hùng trông cục mịch vậy thôi chứ là người tốt, sao Xoan cứ kén cá chọn canh hoài. Đời đàn bà cũng có những lúc yếu lòng, cũng cần nương tựa lúc ốm đau. Xoan ngó ra đường buồn thiu, nói cô biết Hùng thương mình, nhưng chuyện đời đâu phải cứ muốn là được. Má chồng Xoan hẳn sẽ tủi thân đau lòng khi nhìn Xoan đi bước nữa. Từ hồi Toàn mất, hầu như ngày nào bà cũng khóc. Thấy Xoan, bà lại vội chùi nước mắt. Một bữa ngồi ăn cơm, Xoan nói nhà có miếng ngói bể mà cô chưa kịp gọi người thay. Xoan nói bâng quơ thôi. Vậy mà ngay buổi chiều, Hùng tạt qua nhà bắc thang leo lên sửa. Khi Xoan về đến nhà đã thấy Hùng ngồi nói chuyện với má chồng. Má khen Hùng khéo ghê, không những sửa mấy miếng ngói bể còn thay luôn ngọn đèn tù mổ, sửa luôn cái vòi nước. Thấy gần tới bữa, má mời Hùng ở lại ăn cơm. Xoan gượng gạo ngồi xuống, miếng cơm trều trạo trong miệng. Má hết nhìn Hùng rồi nhìn Xoan. Xoan đoán chừng chắc má cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa họ. Tờ mờ sáng hôm ấy, Xoan dậy sớm sửa soạn đi chợ đầu mối. Xoan lại giường má, định bụng đưa tiền để má mua cho bé Thương đôi giày học thể dục, nhưng gọi hoài không thấy má trả lời. Xoan điếng người khi giờ mùng ra, thấy má ú ớ, chân tay không cử động được. Cô hớt hải gọi người đưa má vào bệnh viện. Bác sĩ nói má đột quỵ, may sao đưa vào bệnh viện kịp thời. Xoan ngồi trên băng ghế lạnh ngắt mà nước mắt chảy dài. Xoan nhớ lại ngày cô về làm dâu, má vuốt tóc bảo nhà chỉ có mấy má con, Xoan cứ coi má như má ruột. Xoan sinh bé Thương, má tất tả ngược xuôi lo cho Xoan, đêm hôm thức cùng cô lo cho cháu. Xoan nhớ cả những lần má ôm cô, giờ dẫm từng vết thương trên người do Toàn gây ra. Má nói má dằn vặt cả đời bởi chính má làm khổ đời Xoan. Má biết con mình khốn nạn mà vẫn cứ làm mai để làm khổ con nhà người khác. Xoan giật mình thảng thốt, nếu sáng hôm nay
Doan cứ mở cửa mà đi chợ sớm như những hôm khác thì chẳng phải đã mất má sao? Buổi trưa, Doan thấy Hùng hớt hải chạy tới bệnh viện. Thấy Doan, anh vội vã hỏi thăm tình hình của má. Anh nói không thấy Doan ra chợ, anh gọi điện thì không liên lạc được. Đẩy xong chuyến hàng, anh vội chạy tới nhà thì cửa đóng, làm ruột gan anh nóng như lửa đốt. Hàng xóm nói má đột quỵ, xe cấp cứu chờ đi sáng nay. Hùng thở phào khi nghe Doan nói má không sao, ở bệnh viện tầm một tuần là về được. Doan ở viện chăm má, Hùng nghỉ việc ở chợ thay Doan đưa đón bé Thương đi học, rồi tất cả chạy vào bệnh viện với lình kình đồ ăn. Hùng nói cơm cháo ở canteen bệnh viện nuốt sao thấu, nên anh đặt cháo của bà Năm gần xóm trọ. Bà Năm nấu cháo ngon có tiếng. Má ngồi dậy khó khăn, Hùng cúi người đỡ má. Hùng bảo Doan ăn đi, để Hùng đút cháo cho má. Bàn tay thô kệch múc từng muỗng cháo, chốc chốc đưa khăn ướt lau mấy vệt cháo dính trên miệng má. Mấy bệnh nhân trong phòng cứ tấm tắc khen má phước phần khi có con trai, con dâu hiếu thảo như thế. Một bà thở dài, bà có con trai mà từ hồi nằm viện chẳng thấy đâu, cứ báo bận suốt. Hùng cười, má mình mà còn không thương thì thương ai nữa. Một bữa, má bảo Hùng và Doan ngồi xuống má nói chuyện. Hai đứa thương nhau thì về ở với nhau đi, đừng lo miệng lưỡi thiên hạ, càng đừng lo má tủi thân. Con trai má chết cũng mấy năm, má còn gì sung sướng cho bằng đứa con gái như Doan. Giờ thêm đứa con trai như Hùng nữa, đời người mấy hồi, cứ thương nhau mà sống là đủ rồi.